Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi hữu bộ xin chào 500 anh em. Tôi bất tiện chào 500 anh em. Tôi đại gấu ơi chào 500 anh em. Tôi đại trai chào 500 anh em. Tưởng mới đại đầu lợn nhỉ. Tôi lợn không đầu chào 500 anh em. Với anh mình thấy là đại ghép cái đầu ở đây nhìn khá là giống nhất còn nha. Đó thì nói chung là thì hôm nay anh em mình sẽ làm một món mà liên quan đến thịt lợn nha các bạn nha. Bình thường anh em mình chỉ ăn lợn tảng hay là lợn miếng gì đấy thôi, nhưng mà hôm nay thịt lợn nó lạ lắm, đó chính là thịt lợn nguyên con các bạn ạ. Nhưng mà mọi người sẽ thắc mắc là vì sao mà con lợn này lại không có đầu, thì bởi vì bây giờ ấy, chính sách của YouTube rất là gắt nên là anh em mình phải bỏ đầu đi trước khi anh em mình quay ấy. Thì bình thường là anh em mình sẽ làm cái món lợn quay nguyên con hoặc lợn nướng nguyên con gì đấy thì để cả đầu thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay ấy, anh em mình sẽ làm món gọi là lợn treo chảo dầu nha các bạn nha. Đó, không biết là mọi người đã hiểu cái món lợn treo chảo dầu chưa. Thì món này ấy, là người ta sẽ xối với cả mỡ mà không trực tiếp dùng cả cái con lợn là dí xuống chảo mỡ, mà người ta sẽ treo lên xong rồi người ta xối mỡ vào là xong tự nó chín. Và cái da của nó mình thấy người ta làm ấy, cái da rất là giòn, không biết là người ta có công thức gì không hay là chỉ việc xối dầu vào con ạ. Thì đây là một con lợn gần 10 cân con ạ. Đó, rất là to nha con nha. Quay đi, mọi người quay đi. Đó con ạ, thì họ đã làm thịt cho hết rồi, anh em mình cũng đã bỏ đầu đi rồi con ạ. Đó, và anh em mình bây giờ chỉ việc đem về để anh em mình treo lên và anh em mình xối dầu thôi. Thì thực sự là nhìn bỏ đầu đi rồi, nhìn như là cái con chuột kiểu không có đầu ấy con ạ. Đó, nhìn nhìn giống rất là con chuột khổng lồ ấy. Đó, mọi người có thể thấy này đó, nếu mà không có đầu thì rất là giống cái con chuột khổng lồ. Đó, để em còn lại một tí, con lợn này không phải là một phần là cũng là do chính sách YouTube, mà một phần nữa là con này vừa đẻ ra thì đã phạm cái tội hấp diêm. Như sự chạm mất rồi. Đó thì nói chung là mình nói lúc đầu đó chính là YouTube thì chính sách hiện tại rất là gắt nên là anh em mình phải bỏ đầu của con lợn đi. Và ngay bây giờ ấy, anh em mình sẽ đem về, anh em mình xem còn chút lông lá nào anh em mình sẽ giật lốt cạo lốt đi. Xong rồi anh em mình sẽ treo lên chảo dầu để anh em mình xối dầu làm sao để cho cái da nó rất là giòn và toàn bộ thịt của con heo này sẽ chín nha các bạn nhá. Nếu các bạn mà chơi clip này của anh mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nhá. Đây các bạn ạ, anh em đang gọi là buộc con heo này vào cái vế nha các bạn nhá. Đó, anh em mình sẽ cố định dây thép vào bốn chân này và hai cái ở sống lưng, một cái ở đuôi và một cái ở gần trên đầu các bạn ạ, để khi mà anh em mình xối dầu ấy thì nó sẽ không bị toạc ra, mình mong sao là như vậy. Đó, anh em sẽ cố định bốn chân rồi, nhưng mình sẽ bắt đầu treo lên nha các bạn nha. Đó, chặt chưa? Đó, ok rồi em ạ. Đó, muốn thì chặt quá đâu. Đây em kéo nút cái dây này xuống. Đó, nói chung là cũng không kỳ công mấy đâu các bạn ạ. Chỉ hơi mất thời gian cái đoạn là anh em mình xối dầu thôi. Còn đâu là làm những cái này thì rất là nhanh rồi con ạ. Đó, anh em mình sẽ buộc hết xong, anh em mình sẽ treo nó lên nha con nha. Đây con ạ, anh em mình đã bắt đầu treo con lợn này lên đây rồi con ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đổ dầu ra và đợi dầu sôi, anh em mình sẽ xối nha con nha. Đó, anh em mình buộc bây giờ là kiểu con lợn đang được nằm trên võng ấy con ạ. Khi mà anh em mình xối dầu kiểu này thì kiểu bên dưới là dầu rất là nóng, sẽ hấp hơi lên bên trên để cho bên dưới chín, và dội dầu lên bên trên thì lại chín, kiểu hơi nóng từ trên xuống thì nó sẽ làm chín nguyên cái con lợn này nha các bạn nha. Đây là bừng của đứng võng cái xem. Đấy. Ôi. Đó, anh em đã treo con lợn này xong rồi, bây giờ anh em mình sẽ đợi dầu sôi và anh em mình bắt đầu xối dầu nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, dầu đã sôi đây rồi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu dội dầu lên con lợn này nha các bạn nha. Nào, tiến thử đi. Đó, dầu sôi này các bạn này, dội lên con lợn. Đó, anh em mình sẽ dội như này đến khi mà con lợn chín nha các bạn nha. Hình như là anh thấy dầu vẫn chưa sôi lắm hay sao tiến ạ? Rồi. Nói chung là nếu mà dầu sôi thật sự ấy, thì nó sẽ sun lại nha các bạn nha. Đó,
thì anh như mình sẽ rội như này, chắc là khoảng độ một tiếng như đấy là con lợn này của anh mình nó sẽ giòn ra và anh như mình đi thưởng thức các bạn ạ. Đó, anh em phải kiểu vừa rội là một thằng rội và một thằng phải canh làm sao để cho con lợn nó đỡ lúc lắc ấy, không là dầu mỡ nó bay hết ra các bạn ạ. Đây là một quá trình rất là vất vả nên là anh em sẽ phải tập trung về con này đó. Bên này đúng là kiểu chú bẫy trắng ấy, bây giờ là nó đã đổi màu sang vàng vàng rồi này bạn này. Đó, bây giờ mình sẽ rội toàn thể con lợn vòng một tiếng gì đấy rồi mình bỏ ra để mình đi thưởng thức nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, vậy là anh em mình đã xối dầu xong con lợn này rồi các bạn ạ. Thì bởi vì anh em mình chuẩn bị 5 lít dầu ấy, nên là hơi ít, nên là kiểu dầu nó bị đen khi mà anh em mình rội lên những cái cắt máu của nó lại chảy đến đây thì nó hơi bị đen một chút, mà mình thấy có một số chỗ hình như là hơi giòn, có một số chỗ thì nó kiểu như là hơi mềm, nói chung là nó chưa được giòn, bởi vì mình cũng sợ nó đen mất làn da châu Phi của con lợn ấy. Nên là anh em mình thôi, anh em mình không xối nữa, và mình nghĩ là nó cũng chín rồi, bởi vì khi mà anh em mình xối xong này các bạn này, lớp da kiểu như là lợn nướng ấy, đó, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu anh em mình tháo nó ra và anh em mình thưởng thức cái món heo nguyên con xối dầu này nha các bạn nha. Để cắt hết từng cái một đi. Gì đấy? Ôi, để đây. Đây, để đây, để đây, để xoáy rồi. Thiên tài Tiến này cắt cụt hết này. Mày tin những cái chỗ mà ta cắt này ta cắt phát được đúng không? Cắt cụt, cắt cụt. Nói chung là đó, đến lúc mà thưởng thức đồ thơm ngon rồi, nhưng mà đang bị vướng mắc ở cái đoạn anh em phải tháo nó ra khỏi cái khay để anh em cắt cho nó dễ nha các bạn nha. Nó còn gì, nó cắt sâu quá. Có anh em nào ngửi thấy mùi thơm của dầu chiên không? Có mùi thơm của dầu chiên kết hợp với cả lợn này các bạn này, cái mùi rất là đặc trưng và thơm luôn. Anh em mình tháo hết ra xong rồi anh em mình sẽ thưởng thức luôn nha các bạn nha. Nhìn rất là ngon rồi, không biết là bên trong nó chín hay chưa, nhưng mà nói chung là hôm nay là cái món này của anh em mình con lợn hơi to một chút nên là hình như là hơi thất bại trong cái khoản là làm cho cái da của nó giòn ấy. Mong sao là có những đoạn giòn để anh em được trải nghiệm cái con lợn xối dầu giòn da này nha các bạn nha. Vậy là anh em mình đã tháo xong con lợn này rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ xẻ nó ra để anh em mình đánh chén nha các bạn nha. Lâu lắm rồi anh em không được ăn cái món thịt lợn quay nguyên con hay là gì đấy, nhưng mà hôm nay là cái món gọi là lợn xối dầu nguyên con nha các bạn nha. Đó, anh em mình hôm nay chuẩn bị nước chấm gồm có nước chấm thập cẩm này, và đây là muối tiêu chanh nha các bạn nha. Mỗi anh em làm lon bia cho nó mát rượi. Thôi thôi, làm lon luôn đi, làm luôn đi, cho nó mát nhanh nhanh nhanh. Đó, mới vào việc được quá. Lạnh không? Quá lạnh. Quá. Nhanh lên. Nào thử đi, nhanh lên. Ấy chà. Dô. Cảm ơn mấy à. Mời bạn nha. Ủa, lạnh quá. À, bây giờ Tiến sẽ bắt đầu khui con lợn này ra nha các bạn nha. Không biết là Tiến có biết đây là cho đùi lóc ra. Lóc nó ra không các bạn ạ? Đó, đây là lọc cái đùi ra này. Ui, anh thấy sẹt sẹt rồi đấy. Đấy, xẹt xẹt hình như chuỗi giòn đấy. Wow, giòn rồi. Không giòn đâu. Chắc ui. Đó con ạ. Nào. Anh em nào ăn phần nào? Chiên. Chiên. Chiên luôn. Khét đấy. Chờ chờ cái đùi nữa nhà. Ui thơm vãi trưởng luôn các bạn ạ. Trưởng luôn. Chị. Nào. Mình mời bạn nha. Anh cả cái đùi. Ui. Ui rồi. Quá ngon luôn các bạn ạ. Ôi. Phê các bạn ạ. Giòn anh ạ. Giòn lắm. Đâu, giòn không, giòn không? Giòn. Đó, hơi hơi giòn nha các bạn nha. Ừ, đó. Nói chung là cũng có phần giòn các bạn ạ. Có phần thì nó hơi yếu, ví dụ những cái phần dưới này này thì mình thấy nó hơi yếu này. Thì có lẽ là hôm nay là cái món lợn xối dầu giòn da của anh mình thất bại rồi các bạn ạ. Thì vẫn được khoảng 70% là giòn da.
Ui rồi ôi, bình thường người ta ăn gà ăn đùi nhưng mà anh chị mình ăn lợn là ăn cá đùi các bạn ạ. Ê, mời bắn đi. Chén đi. Các bạn ạ, đúng là đùi lợn cắp lách. Ngon lắm, thịt ngọt. Ui, đúng không? Không biết là anh em thấy đúng không? Bình thường là anh em là chơi kiểu gà thì ăn nguyên đùi nhưng mà đây là chơi lợn ăn nguyên đùi các bạn ạ. Thơm thơm các bạn. Thơm đúng không? Ui, giòn đấy, ngon đấy. Ừ. Này, chỉ lựa. Ừ. Đó, đoạn giòn nó sẽ như vậy này. Em xé lốt bên này cho mọi người nghe tiếng này. Đó, nói chung là nó không được giòn 100% nhưng mà cũng thuộc dạng giòn rồi nha các bạn nha. Nói chung là chơi kiểu lợn ăn nguyên đùi này thì chắc là ít thấy các bạn ạ. Gà ăn nguyên đùi đã đánh đi lợn. Tiến ơi, Tiến ơi, em cứ chia sẻ kiểu gì mà sao không cho Đại à, Đại từ nãy giờ chảy hết cả lương miếng ra quần rồi. Em thì cứ ngồi lỏng với vỏ với bì kia thì cầm chóng luôn anh. Đây, thả đây ra. Đấy. Úi, trời ơi. Ngon phải đét luôn. Thèm các bạn ạ, thèm thật sự luôn. À, các bạn nha. Ui rồi. Cắn chỗ giòn thế. Ăn da ngon. Úi rồi. Phải tiến chơi miếng da rồi con ạ. Xin đĩa muối chấm thử muối à. Đấy thử cái này được không? Thử cái này ngon mà. Cái miếng da chỉ của nó đấy. Đâu đây là chỉ phần da thôi chứ ba chỉ đâu em. Có thịt rồi. Chỉ thịt rồi. Nào giòn không? Giòn không? Có giòn. Chắc đĩa giòn. Giòn đấy. Đây miếng giòn này, miếng này miếng giòn này. Làm cái chân này mà. Đùi ngon như này đôi chàng ăn thì ăn cái chân vừa lấy lại như mình ít xối dầu vào cái chân các bạn ạ. Sợ cái chân sống. Là sống nhỉ, kiểu gọi là cái móng giò ấy các bạn ạ. Đó, cái phần ấy thì sợ nó sống nên là ăn cái đùi thì sẽ ngon hơn. Trời ơi, ăn bia. Em vào uống bia đấy. Cầm đi. Ngoài đấy. Cầm đi để uống cái con đẻ đấy chẳng. Ờ. Biết ý gì. Cầm đi để uống không biết. Hình như mình nhớ không nhầm là từ Tết đến giờ, trước Tết đến giờ thì hôm nay mới là một bữa anh nhà mình ăn lợn nguyên con hay sao nhỉ? Đúng rồi anh. Anh là đã bao ba giờ đã ăn Tết giờ đã thịt lợn nguyên con không? À, ui rồi, ôi thịt Sài Gòn này. Ui rồi, anh nhà mình chỉ dội dầu không mà nó chín đến mức này này các bạn này. Da giòn, thịt lợn mềm ngọt. Mềm nhỉ, thịt ngọt. Thịt lợn đúng không? Thịt lợn nào kiểu sữa. À, vừa nãy hình như là lúc mà anh em đang xối dầu Đôn Chè nhận cái bím của con lợn đi rau ấy. Đại với Mạnh tìm xem còn không để cho Đôn Chè thử không nào. Cắt rồi à? Thế rồi, mất rồi, chiến rồi. Đó, lúc mình thấy Đôn Chè hay là Đôn Chè biết là kiểu anh em bỏ đi rồi lên mới nhận ăn cái bím của con lợn nha con nha. Ngoài á. Nghe bảo ăn cái chữa được mất ngủ ấy sao ấy. Để em phẫu thuật xương sườn nó hơi cứng. Vặn nó đi. Đấy. Đấy, vặn cái nó ra mà. Ui cho bẻ được luôn. Gặp đi. Xương. Cắt cho cái đùi rồi. Biết là tính xương. Mình dính xương rồi. Đây con ạ, nhìn mấy anh em chấm à. Ăn cái kiểu ui nguyên đùi, ui nhìn phê thực sự luôn. Phê không? Phê cực quá ạ. Mạnh hoái phê không? Chưa chắc đã phê đâu anh. Phê quá luôn này. Đây. Anh cho em làm sườn em đi bẻ. Sườn ngon đấy. Úi dồi ôi. Em cắt theo thanh dọc của nó ra xong rồi chia ra anh em ăn hết cái đùi kia thì chuyển sang cái sườn này ngon luôn các bạn ạ. Đâu ai mà không giỏi. Không giỏi. Sườn ngon nhỉ. Tao kể. Ui. Nó quá. Nói chung là chỉ có 5 anh em thôi con ạ. 5 anh em thôi mà anh em mình lúc chơi hẳn con lợn như này thì anh em sẽ thích ăn phần nào thì ăn luôn. Lóc lại đi. Em ăn sườn mà. Thì sườn ngon đấy. Sườn nướng ấy. Dễ luôn đấy. Ai mà mè sườn luôn. Sườn dầu. Sườn dầu.
Ui, đây là kiểu phần ba chế những thứ đấy con ạ. Ngon các bạn nha. Làm cái giọt xuyên ra. Ngon giọt đây. Đúng kiểu thì Mạnh ăn phần ba chế đấy con này. Đó cái phần ý là kiểu không được giòn nên nó hơi dai. Nói chung là hôm nay thì anh mình quay con lợn này thì có phần kiểu chưa được giòn cho lắm. Nói chung là cũng thành công đến 70% rồi các bạn ạ. Nói chung là cũng có 30% thất bại các bạn ạ. Anh mình thất bại trong cái món gọi là lợn xối dầu rồi. Không biết là do con lợn này anh mình mua to quá hay là do cái cách của anh mình làm chưa đúng nên là nó chưa được như mong muốn ấy. Ngon, cũng ngon. Ừ, cái phần này này chết. Em bỏ cái phần này ạ. À? Đó. Ôi, chấm lên, chấm ăn. Ui giời ôi. Ngon. Ui, uống bia đi. Ôi, tiếng khát nước rồi. Này tiếng khỏi phát khát nước ngay. Không cần bạn nào vừa nãy là nóng quá. Bởi vì là anh em là dội dầu ấy thì dội mất hơn 2 tiếng rồi ạ. Không như dự tính là có 1 tiếng lúc đầu thôi, nhưng mà anh em phải mất công thay nhau là dội mất hơn 2 tiếng thì anh em mới có thể chín được con lợn như bây giờ nha các bạn nha. Mát thế. Nào hôm nay anh em ăn cái món gọi là lợn xối dầu này anh em thấy như nào? Tuyệt vời. Đấy, thứ nhất là con lợn này thì to ngọt anh ạ. Thì nó ngọt. Lợn cắp lách thịt chẳng ngọt. Ngọt thì nó ngọt. Đun chè bỏ miếng thịt đi nhỉ. Thịt đấy. Bỏ làm sao được. Chứ là nhầm mình ảnh quân là lợn. Lợn lợn lướng rồi nhỉ. Lướng mật ong rồi lướng gì mật ong. Lướng sủi cay. Úc cùng phi. Nói chung là cũng gần hết con lợn rồi. Anh em trải nghiệm rồi. Bây giờ sắp sửa đến lượt mình là mình chuẩn bị vào để mình trải nghiệm cái món lợn xối dầu giòn da này xem nó như thế nào nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ thử tí da có phần nào giòn không em? Đấy. Ê, phần này. Đây. Tiết rẻ, tiết rẻ. Sống được rồi. Sống được rồi. Mình sẽ thử. Mình mời tất cả mọi người nha. Đấy. Giòn đấy. Đây để ăn xẻo ra anh ba chỉ nữa. Nhưng phải bẻ cũng sườn sườn cứng quá. Ăn đúng công nhận là nếu mà lợn mà kiểu quay giòn da ăn ngon thật sự luôn các bạn ạ. Mình thích cái kiểu lợn giòn giòn da á. Nói chung là hôm nay anh mình cũng có một phần gọi là thất bại các bạn ạ. Bây giờ để cho anh xin lốt cái phần da trên lưng. Đấy cắt đi em, cắt đi. Cắt được giòn lên. Đây. Úi giời, phần ý chắc chắn là dai rồi các bạn ạ. Đấy. Úi giời. Đây có phần đoạn giữa giòn này. Anh ạ. Giữa được giòn. Ui. Úi. Nó chỉ giòn được giữa. Bên bên cạnh nó hơi chưa giòn. Cái giữa chung cũng không phải giòn ấy. Giòn. Khó xẻo quá. Đúng là chung phải trong ngành thịt lợn. Nào đâu anh cầm miếng ba chỉ ấy rồi. Thế ngon luôn. Nhìn dưới sườn ngon luôn. Đây các bạn em. Nhà miếng bùi nhồi ba chỉ. Nào nào nào. Rồi lon bia uống 4 tát vẫn thế. Thôi cái đùi này lo các bạn. Gần hết lời. Trẻ uống đi. Tạm biệt. Ít ba chị. Còn mỗi xương này mà. Đây. Nó đưa sớm. Rồi tách ra. Để trẻ ra đi em. Sườn ngon nên gì mình ăn cái gì đúng không? Đây ôi giời. Chờ xem nào không nhốt bạn cho bạn đầy dưới chân. Ừ, cho miếng. Ăn là ăn giờ nó ăn nữa. Đây đây. Đúng anh cả. Đây nha các bạn đây. Ăn miếng gì thôi. Rồi. Đây đây đầy sườn. Đấy, quá ngon luôn. Ăn cơm cho luôn cả. Nói chung là mình thấy hiện tại là mình vào ấy
chỉ có một hai phần cái da giòn thôi, còn lại là chưa được giòn lắm mà nó chuyển sang chế độ gọi là dai như cao su nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thử đây. Ui, thử ra các bạn này. Ngon lắm. Ăn sụn đọt ngon. Từ nãy giờ mình ăn ta. Bây giờ là kiểu trải nghiệm mà một ít thịt đấy các bạn ạ. Thịt nó kiểu khi mà ăn ấy là kiểu nó phun cái nước ở bên trong ra. Nó gọi là cái sữa của con lợn nhỏ ấy. Nên là cảm giác của nó rất là ngọt luôn các bạn ạ. Ui. Em ăn với lợn xài đi. Ăn lợn là nhiều chất. Rồi mình sẽ bóc cái da ra. Dạ biết rồi. Mình sẽ thử thịt cho anh em xem nào. Phần thịt này cả thịt sữa rất là mềm này. Đó. Phải bé chua lắm nha. Hả? Bé chua lắm. Lợn này làm chua lắm. Nó mềm. Nó ngọt nha các bạn em. Lợn này lợn sữa rồi. Còn tí nữa. Thế đây lợn gì chèo? Hả? Đây là lợn bao tử các bạn ạ. Coi nữa có tí lầm. Cái lợn lợn đẻ cơ. Thử chấm mình sẽ lợn thử chấm nhờ. Muối tiêu chanh xem như nào các bạn ạ. Đó mình thử chấm muối tiêu chanh cái đoạn này nha các bạn nha. Phê. Nào, làm miếng chiều ơi. Mọi người có thể thấy là hôm nay một con lợn này các bạn này, anh em mình xé ra là anh em mình ăn đã gần hết luôn rồi các bạn ạ. Đó, điếm xiếc. Nào em ơi. Đó. Thật sự là đây là lần đầu tiên của anh em mình làm cái món gọi là lợn sữa treo chảo dầu gọi là giòn da nhưng mà không được giòn da cho lắm, nói chung là thất bại các bạn ạ. Cũng là lần đầu tiên anh em mình ăn thử cái loại lợn sữa mà anh em mình xối dầu không, anh em mình không kiểu dùng lửa hay là than như bình thường, anh em mình nướng nha các bạn nha. Và mọi người có thể thấy là một con lợn anh em mình chia sẻ ra rất là nhiều này, và bây giờ hiện tại chỉ còn có một phần đùi và một ít khung này của nó nữa thôi các bạn ạ. Thì thời lượng của clip này cũng khá là dài rồi, thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Nên bạn nào có xem được clip này của anh em mình ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.